Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, cách đây vài giờ đồng hồ, giá Bitcoin đã đạt mức 52.000 đô la trước khi giảm xuống còn 49.000 đô la ở thời điểm hiện tại. Cuộc giảm giá đột ngột của Bitcoin đến từ việc các vị thế mua bị thanh lý. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy lệnh mua trị giá hơn 300 triệu đô la đã bị thanh lý trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, theo phân tích từ Sentiment, việc lưu thông Bitcoin đang ổn định với mức giá dưới 50.000 đô la. Đây là điều đáng khích lệ và giá vẫn ở mức hợp lý khi so sánh với vốn hóa thị trường của Bitcoin. Đây là một điều tốt cho thị trường vì có khả năng giá sẽ tăng trở lại ngay khi tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn. Nhiều chuyên gia tiền điện tử vẫn đang lạc quan về Bitcoin. Theo một báo cáo từ Next Advisor, người đã tổng hợp ý kiến của các nhà phân tích thị trường tiền điện tử, một số người trong số họ đã tiết lộ rằng họ mong đợi giá Bitcoin vẫn vượt qua 100.000 đô la. Một số chuyên gia tin rằng Bitcoin có thể mất đến năm 2023 để đạt 100.000 đô la. Tiếp theo là tình hình on-chain. Dữ liệu cho thấy những holder dài hạn hầu như không chi tiêu bất kỳ Bitcoin nào, mặc dù giá đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay là 69.000 đô la. Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng bởi những cá voi cũ vẫn ở gần mức thấp kỷ lục. CoinDays Detroit, viết tắt là CDD, là chỉ báo đề cập đến thời gian mỗi Bitcoin đã không hoạt động. Điều này cung cấp một giải pháp thay thế cho các phép đo khối lượng để xác định xu hướng thị trường. Do đó, những người mua lâu năm vẫn đang tích trữ Bitcoin thay vì bán ra. Một số liệu khác là Hal Wells của Unchained Capital đã xác nhận điều này. Những Bitcoin được mua từ 3 đến 6 tháng trước hiện chiếm sự sụt giảm lớn nhất trong tổng nguồn cung. Điều này ngụ ý rằng người bán đã mua lại Bitcoin của họ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, khoảng thời gian mà Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất là 30.000 đô la. Những người tham gia vào thị trường với giá 20.000 đô la cũng đang có dấu hiệu chốt lời, vì giá Bitcoin sẽ kết thúc năm 2021 cao hơn khoảng 20.000 đô la so với đầu tháng 1. Trong khi đó, nhà phân tích cấp cao Dylan Leclerc của UTXO Management vào tuần trước đã lưu ý rằng những thợ đào vẫn đang tiếp tục tích trữ Bitcoin trong tháng này. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Phó chủ tịch điều hành của Alibaba mới đây đã gây sốt khi nói rằng: "Tôi thích tiền điện tử." Joe Tsai là phó chủ tịch điều hành của Alibaba. Joe cũng sở hữu đội bóng NBA Brooklyn Nets, có siêu sao Kevin Durant, là nhà đầu tư Coinbase và là đại sứ thương hiệu của sàn giao dịch này. Mặc dù ủng hộ tiền điện tử, nhưng Alibaba vẫn đang phải thực hiện một chính sách chống lại Bitcoin và tiền điện tử một cách tổng thể. Điều này đến từ việc Alibaba có trụ sở tại Trung Quốc và phải tuân theo lệnh cấm đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và các sàn giao dịch nói riêng đã được chính quyền địa phương áp đặt trong năm nay. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.